Minh Ngọc Vlog xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi hội chợ nha cả nhà. Hôm nay mình đi hội chợ ở ngoài chợ Thuận Đạt, An Phú Tây, quận Bình Chánh nha cả nhà. Giờ đây mình đã vô trong cổng rồi cả nhà. Hội chợ ở đây cũng nhỏ thôi cả nhà. Hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần mà khách cũng ít lắm cả nhà. Nay mình đến đây quay mình chia sẻ lại với quý cô chú anh chị, mong rằng cả nhà sẽ ủng hộ video của mình nhé. Thưa cả nhà, gian hàng trò chơi hai bên ít lắm nha cả nhà. Hai bên khoảng gần 5-6 trò chơi thôi, hai bên là khoảng mười mấy trò chơi nha các bạn. Rồi ở giữa là sân khấu Kiloto của hội chợ nha các bạn. Mình đây là trò chơi ném banh với lại bóng khí cười chúng ta có thống nha các bạn. Ở đây có gian hàng bán nước nhỏ nhỏ nha các bạn. Ở đây ra bán nước cho mình uống rồi dọ lên đeo đó cả nhà. Dưới thì miễn phí nha các nhà. Nói chung mà hội chợ này cũng quy mô cũng nhỏ thôi. Ở đây hội chợ mà nó không cho tôi quay phim cả nhà, giống như nó có bộ kê vậy cả nhà. Nãy mình đang quay phim á, bốn thằng nó lại nó dây mình, nó hỏi quay để làm gì đồ này nọ cả. Mình trả lời là quay để đăng Facebook đồ này nọ, nó không cho cả nhà. Nên mình quay lén lén vậy mình gửi đến quý cô chú anh chị, mong rằng cả nhà anh chị chị cả nhà tối đêm nay đó là muốn mang tên xa em kỷ niệm, và có gì nào còn quay sáng bài hãy nhắn tin vào bên trong luôn cái gì ơi. Rồi và bây giờ nhân viên chúng em đang phát hành ra nhận quỹ đầu tiên là 10.000 đồng cho một tờ vé có gì ha, và người đến trước thì mua vé trước và người đến sau thì mua vé sau luôn cái gì ơi. Rồi nhanh tay tham gia tham dự nhận quỹ đầu tiên giùm em luôn cái gì ha. Trời ơi. Và để bên trên sân khấu chúng em lót này một khúc nữa thôi là bên trên sân khấu chúng em sẽ mở thường liền có chị ha, không để bên dưới chờ đợi lâu. Và bây giờ có gì hướng mắt về sân khấu xem qua tiếng hát vui đẹp Mi Phụng. Dạ Mi Phụng kính chúc toàn thể quý bạn một trái tim trái yêu thương, nếu điều đó xảy ra một ca khúc Let's Go. Một ngày nào đó yêu anh yêu sẽ không mà trời mưa chìm trong đêm gió mơ, cuộc tình nào sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương còn chìm trong gì vỡ. Mười gì ra cái gì đã kêu đâu chúng ta kêu gì chúng ta kêu mười gì đây. Chúc anh đầy gái và trai con 12 gì bà con 12 đã con 12 con 12 con 12 năm diễn ra, nhưng mà sao xong cái 55
55 con số gì đây? Cung đàn bé gầy. Con số 7. Con số 7 còn 4 gì đây? Vô dưỡng 248. 48. 48. Bụng 18 mấy gì ra con ba gì ra? Ba gì ra? 37. 37 cái bụng gì ra? Sa la la la. 43 con năm gì đây? Một đàn chim bay. 52 con số gì đây? Chiều điểm hoàng hôn. Con số 4 con ba diện ra. Ba Việt Nam anh hùng dũng cảm. Con 38 số gì đây? Mấy gì ra? Do từ chứ đừng lên có đấy. Con số 9 còn hai gì đây? Nhớ mẹ xa xăm. 25 con 10 gì đây? Chuyện tình đời ta con 13. Con 13 là chiếc lá cờ ngơi lên đây chị đẹp. Quý vị từ từ mọi giấy với quý vị. Vừa qua có một chủ nhân gặp nhà con số 13. Tránh cái gặp tấm giấy để chờ là chúng ta còn dán vào số tiếp cho bà con. Rồi từ từ mọi giấy rồi chúc mừng chị ba. Rồi giờ số với bà con ha. Quý vị bên dưới đồng kiểm tra vé dùm mình thăm bà con ha. 13. 13 chiều kêu có 1. Số 9 số gì đây? Mày gì ra bấm dê ra dò số đục cờ ra con mấy? Mày gì ra là bấm dê ra dòng quê mới vé màu hồng. Lê lê lên kêu số luôn số gì đây? Nói trên anh ơi. Rồi còn ai nữa chứ bị? Bấm cái mặt anh luôn nè. 38 anh ơi, lấy một vé cho đó đi. 38 con cờ đầu tiên. Gạch vô đó 38. Giò số tiếp con 10 gì ra? 10 gì ra? Qua cờ nguyên khôn. Con 14 14 và 38 quý vị. Con 14 ba. Hai gì ra? Con hai gì ra? Thịt bò giò duyên. 20 nguyên. Nguyên 24 gì ra? 4 gì ra? Bột đàn chim bay. 42 con ba gì đây? Đi Sài Gòn 33 con ba gì đây? Tụt xuống một nút. 32 lộn ngược lại. 23 trái rồi mà sao mà nhóm dữ vậy? Do hàng năm năm ư ư cái năm 54 54 con ba gì đây? Cung đàn bé gầy. 37 còn hai gì đây? Người tình trăm năm. 25 là chiếc lá cờ hình lên đây bé. Chàng gái mày đang có giỏ thấy ghét quá vậy. Được không? Được không? Vậy má hồi hộp luôn. Quý vị cùng giờ số với là bà con ha. 25 chúng em vừa kêu có 1. Biệt 33 33 có 2. 14 14 có 3. Số 4 hợp lệ. Ba vô mấy cái để trúng. Em mới cho bốn con anh đợi rồi đó. Là vừa nói như đời xoay. Hai gì ra? Rồi hết trên anh ơi, còn ai nữa quý vị? Giá màu vàng chỉ còn hai giá cuối cùng. 15 con 15 22 4 gì ra? 4 gì ra? Duyên chẳng còn duyên. Nguyên 40 con 40 nữa, con 40 nữa, con 40 còn 40 cái 10 gì ra? 10 gì ra? Hẹn lại dòng sau. Còn ai nhiều với cả khúc tình lỡ tiếng đó. Bây giờ chúc bà con gặp nhiều may mắn nhiều quên gì ra bấm dê ra dò số lượng số gì đây? Do từ đừng lên quên còn số 9 còn số 9 còn số 9 còn số 9 cái năm gì ra?
năm Kỷ Nhâu, năm 51, năm 51, năm 11. 51, 51 con 51, 51 con ba gì đã, ba gì đã con sang quần cốt. 31, 31, 31, 31 con năm gì đã, năm gì đã, năm gì đã sư nữ và ca. 53 cái năm 13, 53, 53, 53, 53 con hai gì ra. Như mẹ sơ xăm 25, 25, 25 con 10 gì ra. Mày hả bự con 17, mà đã con 17, con 17, con 17 đã có tín hiệu đọc giải. Rồi bên dưới phan bỏ xa lấy giấy trên tay quý vị nha. Từ từ nha quý vị, mới chỉ có 6 con banh mà thôi quý vị mình đây. Đó, một chủ nhân khá may mắn của chị ha. Gì được mấy con mấy số ký hiệu đúng dòng lời 17 giờ điểm qua. Dạ có 1, 31, có 2, 53, có 3, số 9, có 4, số 9, 17, 31, 53 và 4 số hợp lệ. Rồi, dòng lời cũ không còn giá trị, xé bỏ, ủng hộ dòng quay mới, nhanh tay tham gia tham dự dịp em bắt đầu cư sử. Rồi, chị ba lấy một con heo hồng như hai. Rồi, dòng quay, nói tiếp dòng quay, nhanh tay tham gia tham dự dịp em bắt đầu cư số lắm chị ơi. Xuống chị ra. Dưới còn ai chưa nhé, giơ tay lên giùm em dòng quay mới tấm vé màu hồng của chị nha. Rồi bên dưới anh ba chị ba ai chưa có tấm vé trên tay, dứt về ngón tay lên giùm em đâu quý chị ơi. Số gì ra. Rồi anh Hải còn vé cuối, ai hút giùm em vé cuối mở thưởng đúng quý chị ơi. Đó, vé cuối là vé của giùm ai rồi, cảm ơn chị gái rất nhiều. Số gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mơ cô bắt có vé dòng này. Chờ lại đây mà nghe kêu số ra con mấy số gì ra. Mày gì ra, mày gì ra, mày gì ra, mày gì ra, mày gì ra. Tấm liều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không may mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. 49 số đầu tiên 49 gạch vô. 49, 49, 49, 49 số gì ra. Mày gì ra, mày gì ra, đầu lô tô con số 1, con số 1, đầu lô tô số 1 vô. Con số 1, con số 1, con số 1, con ba gì đây? Cung đàn bé gầy. 37, 37, 37, 37, 37, con năm gì đây? Lúc anh khí độ 51, 51, 51, 51, 51, 51, 2 gì đã, 2 gì đã, ai nhớ thương ai? 22, 22, 22, 22, con ba gì đã, ba gì đã, ba gì đã, duyên chẳng còn duyên. Nguyên 30 còn 30, con 30, con 30, con 30, con 30 còn hai gì đây? Hình bò dò duyên 20 nguyên, nguyên 20, con 20, con 20, con hai gì đây? Thị xã Tây Ninh 29, 29, 29, 29, 29, hai gì nữa? Hai gì ra, hai gì ra, nói ra không dám. Còn 28, 28, 28, 28 số gì ra. Mày gì ra, mày gì ra, mày gì ra, mày gì ra. Hẹn lại dòng sau, ra con số 6. Con số 6, con số 6, con số 6 đã có tín hiệu đọc giải con số 6. Và bên dưới phan bò sẽ lấy giấy trên tay cái gì nha. Có một anh trai đẹp đẹp đó. Đi về. Rồi phan bỏ vé của chị ha, nếu không hợp lệ mình giờ số tiếp. Ký hiệu đúng dòng lời số 6 vừa điểm qua. Số 6 vừa kêu có 1, 29, 29, có 2, 37, 37, có 3, 51, 51, số 6, 29, 37, 51. Em tấm vé màu xanh của chị nha. Rồi ai chưa vé giơ tay lên giùm em luôn. Bắt đầu kêu số, không để bên dưới chờ đợi lâu cái gì ha. Số gì ra. Rồi anh Hải còn hai vé, ai hốt giùm hai vé cuối luôn quý vị ơi. Hai chủ nhân em mở thưởng luôn, hai vé cuối, hai vé cuối mỗi giúp giùm em kêu số lượng ra con mây, số ra con mây, nó đủ đủ ra làm em kê hết hồn. Con ma đầu đinh hàm răng nó chấn tinh, nó đủ đủ ra làm em kế giật mình. Lần đầu em gặp đầu đinh nó cuối anh mình xịt dầu thơm. Ngày là ngày vừa qua đầu đinh nó dưới em. Thơm 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 thúi anh à, thơm 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 thúi anh kê mua chuột xinh.
số đầu tiên 39 gạch vô. 39, 39, 2 gì ra 2 gì ra gió lùa hoàng hôn. 24, 20 từ 39, 20 từ 39, 39, 20 từ mới kêu hai con gạch gạch vô 39. 24 con 4 gì đây, con thằng bé chạy 47 con 10 gì đây, chúc anh đài con 12, con 12, con 12, con 12, con 12, con 12, 10 gì nữa, 10 gì đã anh đợn em nhảy, con 17, con 17, con 17, con 17, con 17, ký năm gì ra, năm gì kêu lại hả? 12, 12, 24, 24, 12, 24, 39, 39, 47, 47, giờ số tiếp anh chị? 17, tiếp tục, con 17, con 17, con 17, ký năm gì ra, cái năm gì ra, năm gì ra, mẹ Việt Nam anh hùng dũng cảm, 58, 58, 58, 58, 58, con số gì đây? Hết cờ kêu 60 quyên, quyên 60, còn 60, còn 60, còn 60, còn 10 gì đây? Bao điều quy tốt, còn 14, còn 14, còn 14, còn 14, còn 14, còn 14, 10 gì ra? Cái 10 gì là con 4 sinh là con 19, con 19, con 19, con 19, 3 gì ra? 3 gì ra? 3 giữa cột 31, 31, 31, con số gì đây? Người tình trăm năm, con số 5, con số 5, con số 5, con số 5, con ba gì đây? Cũng đang bé gầy 37, 37, yeah, 37, 37, cái 37, 37, còn 4 gì ra đây? 4 gì ra? 4 gì ra? Miệng anh cười học là có duyên, quyên 40, con 40, trời ơi, bé ơi. Rồi bên dưới fan bò sẽ lấy giấy trên tay cái gì nha? Dạ xin mời quan khách bên dưới có vé trên tay. Thằng vừa xíu gọi là bé trong này này có em gái trúng thưởng con số 40. Lãng mạn thấy không? Gặp dĩa hơn chưa? Thấy không? Bỏ nguồn gì buồn dễ sợ. Út à. Em lấy ký hiệu là bé màu xanh 912 đúng dòng loài. 40 mi phụng vừa kêu. 40 có 1. 60 có 2. 31 có 3. 6 cùng là con số 14. Hợp lệ. Dạ mi phụng công bố em gái trúng thưởng hàng thứ 14 là bé 14, 31, 40 và 60. Hợp lệ 4 con hàng ngang. Giờ em gái trao quà cho em ha. Chào kính thưa quý vị, trong đội vừa qua lá vé màu xanh không còn giá trị nợ. Qua bây giờ dòng quay nói tiếp. Tại giờ chơi gần kết thúc tờ Loto một người nữa cả nhà. Mà không có trúng thì mình xin kết thúc video mình đi về nha cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà nha.